Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án IDO, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các dự án đầu tịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất là mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Chào, bây giờ chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái hoạt động IROP được có một cái sự liên kết giữa rất là nhiều các cái đối tác khác nhau với nhiều dự án khác nhau. Ở đây các bạn thấy thống kê danh sách nó lên tới khoảng tầm 15 dự án đã hợp tác cùng nhau để đưa vào chương trình IROP với một vô thưởng là 2.000 đô. 15 dự án mà được có 2.000 đô là hơi ít đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên là đây đều những dự án rất là chất lượng. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có chương trình IROP, trong đó thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được một trong số các giải thưởng ở trong đây. Ở đây sẽ chọn ra 20 người may mắn, tất cả là những người hoàn thành tất cả những entry để có thể là người chiến thắng, và người chiến thắng sẽ xếp phần thưởng là 20.000 đô. Tổng vào, ta cùng nhau chúng ta làm nhé. Nhiệm vụ đầu tiên là ta trả lời một câu hỏi. Phần ví, bạn dùng ví ETH ở trên chất wallet hoặc MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ví ETH, sau đó bạn quay trở lại bạn paste vào. Chúng ta vẫn còn tin. Ta tiến hành follow kênh mạng xã hội cũng như retweet vài đăng, rồi cũng follow một cái kênh mạng xã hội của Polyland nữa này. Ở đây thì các bạn thấy là phần lớn các kênh mạng xã hội thì mình đều đã follow rồi. Mình mở ra để anh em mà chưa follow, ta follow thôi. Tiếp theo các bạn thấy là rất nhiều các danh sách, các nhiệm vụ với rất nhiều các sang Twitter các bạn cần phải follow. Chúng ta sẽ cùng nhau làm hết luôn. Có thể rất nhiều các trang mạng xã hội các bạn chưa follow, các bạn cố gắng các bạn hoàn thành tất cả những cái nhiệm vụ trong mạng xã hội này. Nói chung là phần lớn thì mình đã follow hết rồi. Phải nói là phần lớn mình đã follow rồi. Thì được roadmap thì mình đóng bớt đi một số trang mạng xã hội. Phần lớn là cái nhiệm vụ Twitter đúng không ạ? Có quá nhiều nhiệm vụ mà chúng ta có thể nói là không kịp hoàn thành luôn. Các bạn thấy là danh sách rất là nhiều các bài đăng, rồi những cái nhiệm vụ retweet các thứ rất là nhiều. À, sông đống này cũng phát mệt luôn. Bây giờ nói chung là có trang nào chúng ta mở ra trang đấy, chúng ta follow thôi. Follow rồi làm các nhiệm vụ mạng xã hội nha, chúng ta lần lượt cứ mày mở ra hết cho mình. Có trang nào thì làm trang đấy, follow rồi, follow rồi, follow rồi. Nhiều ạ, rất nhiều đúng không ạ? Follow tiếp này. Này, retweet này. Follow này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nó ta follow đến cỡ khoảng 20 mạng xã hội. Đến mức độ là anh em có thể là sau dự án này anh em sẽ quen luôn với Gleam luôn. Không còn một chút nào bỡ ngỡ với một cái dự án nào trên Gleam nữa. Cháu không nhận nhỉ?
Cháu mới không cần ăn rồi. Mấy nụ cơm ông bà thì khấn thôi, còn có ba chị em thôi. Cảm ơn các bạn. Này các bạn thấy là mình gần như cũng đã gần xong tất cả các nhiệm vụ rồi, còn vài nhiệm vụ nữa thôi. Mà cái nào xúc đập vào mặt mày bây giờ? Rồi bây giờ mình sẽ vào một cái Discord nữa. Các bạn thấy là mình cũng khá là kiên trì đấy chứ ạ. Dự án này mà ai mà trúng dự án này là ấm luôn ấy, bởi vì là mỗi người săn 1.000 đô cơ mà. Đúng không ạ? Rồi chỉ cần quan trọng các bạn có đủ kiên nhẫn hay không thôi. Tan vào Compton. Ấn đồng ý huyện trang Summit này. Trong phần đây có phần rally, tan vào dấu tích nhé. Rồi chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ iRoad. Các bạn có thể trở lại đây. Chúng ta xác nhận nhiệm vụ Discord này. Rồi còn một cái nhiệm vụ Sarakot. Bây giờ lấy đâu là Sarakot giờ? Các bạn chờ tí mình đi tìm Sarakot cho anh em.